Chào các bạn, tiếp tục với những linh kiện mới nhất dành cho chiếc điện thoại Oppo A57. Thì hôm nay shop xin giới thiệu đến các bạn là chiếc vỏ sao, hoặc là hay còn gọi là chiếc nắp lưng pin của chiếc điện thoại Oppo A57. Và một số trường hợp mà các bạn nên đi thay, như là các bạn trong quá trình xài thì các bạn vô tình làm rơi hoặc là làm cắn và va chạm thì chiếc vỏ của mình bị mớp hoặc là bị trầy xước, thì các bạn nên đi thay để hoàn thiện chiếc điện thoại của mình hơn, để tăng lấy lại vẻ đẹp của chiếc điện thoại ha. Và hiện tại thì shop có hai màu, màu vàng và màu hồng. Hiện tại thì đã có một số khách hàng đến với shop và đã thay. Thì hôm nay mình làm clip để giới thiệu chi tiết hơn. Và nếu như các bạn đến với shop thì shop sẽ thay cho các bạn trong vòng 30 đến 60 phút, là các nhân viên kỹ thuật của shop đã thay xong cho các bạn. Và trong quá trình thay thì các nhân viên kỹ thuật sẽ không làm gì ảnh hưởng đến các bộ phận khác bên trong của máy, nên các bạn cứ yên tâm. Và để cho các bạn tiện theo dõi, clip sau mình sẽ làm một clip qua máy và hướng dẫn chi tiết hơn về việc thay nắp lưng pin của chiếc điện thoại Oppo A57. Và xin giới thiệu lại với các bạn, đây là chiếc nắp lưng sao, hay còn gọi là nắp lưng pin của chiếc điện thoại Oppo A57. Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện di sinh.com hoặc số điện thoại 0942 38 5839. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.